Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đến với kênh của TVlog ha. Rồi, mình sẽ tặng event khi mà kênh bắt đầu được 100 người đăng ký đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu random và tặng những cái event khi đạt 100 người đăng ký nha. Anh em xem được video là người mới thì nhớ cho TVlog một cái nút đăng ký, nút like cũng như nhấn vào tất cả để không bỏ lỡ những cái video cũng như là những cập nhật thông tin trên kênh của mình ha. Và cái nội dung chính video hôm nay anh em mình sẽ lên cho anh em một con app kiếm tiền khá là hay, khá là ngon của nước ngoài nha anh em. Nó có trên cửa hàng xác Play cũng như là App Store. Chúng ta chỉ việc là xem video hoặc là like hình ảnh uh, giống như là TikTok để chúng ta kiếm tiền thôi anh em. À, và sắp tới nó sẽ ra những cái sự kiện khá là khủng đó. Anh em hãy chăm thủ đăng ký cho mình một tài khoản trước nha. À, và à, mình sẽ luôn cập nhật về cái app này và sẽ ra những cái video kiếm tiền free cho anh em nha. Ok anh em, sau khi anh em click đường link dưới phần mô tả anh em ra một cái giao diện để chúng ta đăng ký nè anh em thấy không? app này có tên là yeah nó giống như là con hay hay là hello này kia anh em cũng giống như tiktok thôi anh em bấm chữ cài đặt cho mình nha cái con app này cũng rất là nhẹ nha anh em không có nặng đâu rồi con app này đăng ký cũng khá là đơn giản nha anh em khi mà anh em tải về rồi anh em bấm mở lên cho mình nha mở lên đó thì nó có cái đăng ký cực kỳ đơn giản anh em chỉ việc là đăng ký bằng gmail không cần cái IC gì hết anh em sẽ được là uh, chơi miễn phí với con app này và kiếm tiền miễn phí ha anh em bấm vào chữ là access continue cho mình nè ok rồi, ở đây có hai hình thức để chúng ta đăng ký ha. Chúng ta có thể là bằng Google hoặc là tài khoản của Apple. À, nhưng mà anh em cứ bấm chữ là xin up cho mình ha, xin in cũng được nè. xin in này tức là chúng ta sẽ đăng nhập ha, còn xin up là chúng ta sẽ đăng ký cho mình một tài khoản. Cái username nè, anh em cứ nhập đại cũng được anh em. Username gì cũng được ha, mình là Thiện Quang thì mình nhập Thiện Quang nha anh em. Rồi ok ha, anh em nhập cái email, sau đó cái password rồi anh em đồng ý hai cái điều khoản là chúng ta có thể tạo một tài khoản thành công nha anh em. OK thì anh em cứ điền đầy đủ thông tin sau đó này bấm chữ xin up cho mình ha OK thì nó sẽ gửi một cái mã OBT anh em nó sẽ bắt chúng ta là phải là uh, xác xác thực cái email của chúng ta thì nó mới cho chúng ta bắt đầu là kiếm tiền được nha anh em rồi uh, chúng ta cứ uh, click vào cái yêu cầu của nó ha cái bot này là cái gì rồi chúng ta về đây thôi anh em OK ha rồi uh, nó sẽ bắt đầu là OK ha đó nó kêu chúng ta làm theo thì chúng ta cứ làm theo thôi anh em quốc qua thì quốc qua thôi ok thế là mình đã đi đến một cái trang gọi là xem video của nó nha rồi anh em vào cái hình đầu người trên này nè anh em hình đầu người trên này nè anh em sẽ vô cái mục là tài khoản chính của anh em đây thì đây là một tài khoản chính của anh em ở đây nó có đầy đủ thông tin nè thứ nhất là member nè số hai là cái chuông báo nè rồi thì những cái nút mà chúng ta ở, còn ở dưới anh em ở dưới là cái dấu cộng này tức là chúng ta có thể đăng một cái đoạn video giống như là tiktok lên thì nếu như họ like họ thích cái video của chúng ta hoặc là comment đó chúng ta cũng được nhận tiền nha anh em ok ha ở đây là cái mã lời mời này để chúng ta kiếm tiền là cái này quan trọng nhất là cái kiếm tiền ở đây là cái in wife friend này thì nó sẽ ra một cái đường link đó ở đây chúng ta chỉ việc bấm copy thôi anh em copy thôi đó anh em có thể chia sẻ lên tất cả các hội nhóm kiếm tiền Zalo Facebook TikTok đây nó cũng để sẵn cho chúng ta đó chúng ta thích chia sẻ đâu chia sẻ ha mỗi một người đăng ký thành công anh em sẽ được 10k nó quy ra là 0.3 đô anh em à 0.3 đô và min rút con này chỉ là 10 đô thôi, khá là nhanh luôn. Anh em chỉ mời được tầm khoảng là 10 người thôi anh em. À, 10 người như vậy là à, anh em một người 0.3, 10 người à, sẽ là 3 đô hả? Cái min rút con này 10 đô nha anh em, min rút là 10 đô. Anh em vào cửa hình um, dấu uh, chữ y nè cho mình nè. Đó, chữ y không đó. Thì ở đây nó sẽ hiện ra cái min rút anh em bấm chữ withdraw này thì ở đây chúng ta không rút về được cái tài khoản ngân hàng mà chúng ta sẽ rút về được là cái cổng USDT trc 20 có thể là quý onet nè sàn binance hoặc là uh, một cái sàn giao dịch nào đó như là remitano ở đâu có cái trc 20 là anh em có thể rút về ví tronlink đều được nha anh em ok ha đó đó là cái mục để chúng ta kiếm tiền chính thứ nhất là chúng ta chỉ mời bạn bè thôi còn cái mục mà xem video anh em trở ra này xem video này anh em thì chúng ta chỉ xem thôi chúng ta có thể thích nè hoặc là like đó ví dụ thích đi đó nhưng mà chúng ta sẽ không kiếm được tiền từ những cái nền tảng là nó chưa cho chúng ta kiếm tiền này nha anh em Nó bắt chúng ta phải kiếm tiền từ cái nền tảng là mời thành viên bạn bè trước à, Sau này nó sẽ cập nhật một cái app mới này kia anh em Nó cập nhật mới cho chúng ta là chúng ta có thể kiếm tiền từ việc xem video này Ok chưa? Chúng ta sẽ kiếm được USDT là chính ha Ok cho anh em Thì cái con web này nó đơn giản vậy thôi Rồi nó đã gửi cho mình một cái hộp thư email về cái email của chúng ta Chúng ta phải xác nhận nha anh em nên em khi chúng ta vào email sẽ có một cái là chúng ta phải xác nhận cái này rồi chúng ta nó mới chấp nhận cho chúng ta kiếm tiền được nha anh em. Còn nếu anh em không xác nhận thì sẽ không được đâu. Anh em bấm cùng phim email này. Con app này chúng ta chủ yếu là mời thành viên để chúng ta kiếm tiền thôi. Ok, nó xác nhận như thế này là chúng ta đã xác nhận thành công ha. Rồi sau khi xác nhận thành công thì anh em trở ra con app nha. Rồi sau khi trở ra app thì anh em cứ vào cái hình đầu người trên này cho mình nè ha thì mình cái rút tiền thì khá là nhiều youtuber của Việt Nam mình cũng như tất cả mọi người trên thế giới đã rút tiền thành công nha anh em tiền về cũng khá là nhanh thì nếu như anh em thích chơi kèo này thì anh em có thể chơi mục đích kiếm tiền của con này chúng chỉ qua là đăng cái bài của chúng ta lên thôi anh em đó ví dụ như chúng ta bấm URL này là cái gì đó trên number gì đó anh em ví dụ anh em muốn có một bài đăng anh em cứ nhấn vào anh em có thể là URL anh em gửi vào ha thì nó sẽ upload cho video của anh em lên đó có thể là kênh YouTube này kia cũng được anh em đó anh em upload lên rồi anh em kiếm tiền ha, bằng việc là họ like hay là họ thích gì đó anh em. vậy mình sẽ khám phá từng một thử xem sao ha, vào cái chuông thử anh em. T. Này là ồ, oh, này là mình vừa thích ai thì nó sẽ hiện ở đây ha. Cái khung giờ nè Mình không comment ha, nếu mình comment thì nó cũng hiện ở đây. Ok. Thì nó đơn giản anh em ha, anh em vào cái hình này thử xem sao. Ok, hình này là thoát là thôi, không có gì hết anh em. Rồi. Anh em cứ vào invite friend, anh em cứ copy đường link ha, cứ mời một người thành công như vậy anh em sẽ được là 0.3 đô khá là ngon anh em khá là ngon ha nếu mà 0.3 đô quy ra hiện tại bây giờ là 10k đó anh em 10k ha thì anh em nên tranh thủ ha chia sẻ thật nhiều để chúng ta kiếm thêm thu nhập nha anh em Rồi nếu mà app này anh em chịu khó chia sẻ chỉ cần 100 người đăng ký thôi anh em cũng kiếm được là cả triệu bạc ha khá là ngon nói chung keo này không cần làm gì hết chúng ta cũng không cần phải KIC là giấy tờ tùy thân chỉ ta chúng ta chỉ cần cái Gmail thôi là chúng ta đã có thể kiếm được tiền ha ví dụ không thích video này anh em có thể xem video khác đó tùy anh em thôi qua chia sẻ ha đó ở đây là có thể sale về ok nó khá là nhiều nó giống như là uh, facebook hoặc à, giống như là những cái tiktok anh em ok ha nói chung là con app này nó chưa có hoàn chỉnh nha anh em chưa có hoàn chỉnh ha thì chúng ta có thể là cứ kiếm tiền bằng cách là mời bạn bè thôi à, có gì thì mình sẽ cập nhật cái video sau cho tất cả anh em nha ok chúc tất cả anh em luôn thành công nha bye bye